Chân dung ba vị luật sư bào chữa cho Hoa hậu Phương Nga trong vụ án cáo buộc lừa đảo cao tầng Mỹ. Trong những phiên tòa xét xử vụ án Phương Nga bị tố lừa đảo 16,5 tỷ đồng của đại gia cao tầng Mỹ đứng ra bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho Phương Nga, có sự tham gia hợp sức của ba vị luật sư. Sau 5 ngày xét xử với nhiều tình tiết, chứng cứ mới xuất hiện, chiều ngày 29 tháng 6, hội đồng xét xử đã ký quyết định cho Phương Nga và Thùy Dung được tại ngoại. Đứng ra bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho Phương Nga, có sự tham gia hợp sức của ba vị luật sư. Người đầu tiên được kể đến là luật sư Phạm Công Hùng, nguyên là thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, hiện ông là giảng viên Học viện Tư pháp, giảng viên Học viện Tòa án Nhân dân, chuyên gia về tố tụng hành chính ngành tòa án. Luật sư Hùng dẫn chứng giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Công Hùng và Cộng sự. Trước đó, từ trại tạm giam, Nga đã gửi đơn từ chối một luật sư từng tham gia bào chữa cho mình từ đầu. Thay vào đó, tự tay Nga viết đơn mời hai luật sư bào chữa cho mình, trong đó có luật sư Hùng. Trong phiên xét xử ngày 23 tháng 6, luật sư Hùng có đặt câu hỏi, mong muốn Phương Nga trình chứng cứ và đưa ra lời khai để làm rõ những vấn đề của luật sư bào chữa nhằm có lợi cho bị cáo, nhưng cô đã từ chối trả lời. Sau đó ông Hùng đã công bố biên bản ghi lời khai của Trương Hồ Phương Nga vào ngày 29 tháng 9 2014 và biên bản ghi lời khai của Cao Tàng Mỹ ngày 9 tháng 9 2014. Đây được xem là chứng cứ mới của vụ án. Ông Hùng cho rằng những bằng cứ liên quan đến hợp đồng mua bán nhà của Cao Tàng Mỹ không phải là hợp đồng. Điều quan trọng là tất cả những điều ông ấy, Cao Tàng Mỹ đều ghi trong tờ giấy đó mà tôi không coi tờ giấy ấy là hợp đồng. Hợp đồng nó không phải như thế, các bị cáo sẽ không phạm tội, tôi tin là như vậy. Luật sư Nguyễn Văn Huynh đến từ hãng luật Hưng Yên, đoàn luật sư Hà Nội. Trong năm phiên xét xử những ngày qua, ông Huynh đã có công bố một số chứng cứ quan trọng của vụ án. Trong đó có bức ảnh chụp bức thư viết trên ni lông và bản dịch bức thư bà Mai Phương gửi cho mẹ Phương Nga qua Viber. Khẳng định một lần nữa về bản hợp đồng mua bán nhà bên Cao Toàn Mỹ cung cấp, luật sư Huynh nhấn mạnh có sự ngụy tạo hồ sơ, hợp thức hóa dòng tiền nhằm buộc tội cho Phương Nga, việc đó rất rõ ràng. Các luật sư của Phương Nga bằng những chứng cứ lập luận của mình sẽ đề nghị hội đồng xét xử tuyên bị cáo vô tội. Sau khi hội đồng xét xử ký quyết định cho Phương Nga được tại ngoại, luật sư Huynh bày tỏ cảm xúc, tôi rất xúc động, cảm giác thân chủ của mình được tự do, mình bớt một phần nào gánh nặng hai tuần nay. Tất cả những nỗ lực của anh em chúng tôi, hầu như mỗi một đêm ngủ chỉ có 3-4 tiếng thôi để cập nhật tình hình cũng như các diễn biến của vụ án. Bảo vệ quyền lợi cho Phương Nga còn có sự tham gia của luật sư Nguyễn Văn Vũ đến từ đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Ông Vũ được xem là một trong những người gắn bó với Phương Nga ngay từ những bước đi đầu tiên của vụ án, không mệt mỏi tìm ra công lý cho thân chủ của mình. Cũng trong phiên xét xử ngày 23 tháng 6, luật sư Vũ đã bất ngờ cung cấp thêm chứng cứ mới của vụ án. Theo lời của luật sư bào chữa cho bị cáo, thì những chứng cứ mà ông vừa cung cấp cho hội đồng xét xử có liên quan trực tiếp đến danh dự và uy tín của đơn vị mà ông đã xác minh. Chính vì vậy, luật sư mong hội đồng xét xử giữ bí mật. Bị cáo Phương Nga đến nay đã bị tạm giam hơn 2 năm 3 tháng. Việc tiếp tục tạm giam Phương Nga là không cần thiết. Chúng tôi tin rằng hội đồng xét xử cũng nhận thấy bản chất thực sự của vụ án này là gì. Ông Vũ khẳng định các luật sư sẽ làm hết mình để hỗ trợ Phương Nga. Các luật sư của Phương Nga bằng những bằng cứ lập luận của mình sẽ đề nghị hội đồng xét xử tuyên Phương Nga vô tội. Các luật sư vui vẻ selfie sau phiên tòa Phương Nga được tại ngoại. Các luật sư vui mừng trước quyết định của hội đồng xét xử. Được tại ngoại, nhưng Hoa hậu Phương Nga có đáng để tung hô. Quan hệ tình cảm với người đàn ông có vợ con, chấp nhận hợp đồng tình ái với giá 16,5 tỷ đồng. Thế nhưng Phương Nga đang được nhiều người ca ngợi như nữ chiến binh. Khi chủ tọa phiên tòa đọc quyết định cho Hoa hậu Phương Nga tại ngoại vào chiều ngày 29 tháng 6, một số người tới dự phiên tòa vỗ tay. Trên mạng xã hội, nhiều dòng trạng thái chúc mừng Hoa hậu trở về. Người ta cho rằng quyết định của tòa là kết quả của sự đấu tranh kiên cường, bền bỉ của Phương Nga, rằng công lý chính thức đứng về phái yếu, thậm chí có người ca ngợi Hoa hậu là nữ chiến binh. Việc Trương Hồ Phương Nga được tòa đồng ý tại ngoại không đồng nghĩa với việc cô vô tội. Khoan bàn tới chuyện đúng sai, bởi chuyện đó đã có tòa án phân giải. Nhưng với những gì Phương Nga khai ở tòa, cô ấy có xứng đáng được nhận sự bênh vực, ca ngợi hay không? Tại sao lại tung hô người thứ ba? Ở khía cạnh xã hội và đạo đức,
Hoa hậu người Việt tại Nga có gì để được chia sẻ, tung hô và ngợi ca? Mọi người thương cảm cho cô vì một bóng hồng, liễu yếu đào tơ, bị người đàn ông kiện ra tòa, hay vì một người hoa hậu phải ký kết bản hợp đồng tình dục trong 7 năm như cô nói ở phiên tòa? Nhiều người dường như quên rằng người đàn ông mà Phương Nga nhiều lần khẳng định trước tòa là có quan hệ tình cảm, đã có vợ con. Chính cô nói, quan hệ của bị cáo với anh Mỹ không phải là tình cảm qua đường. Cô cũng khai rằng được bạn trai cao tầng Mỹ chuyển 16,5 tỷ đồng vào tài khoản. Rõ ràng Phương Nga thừa nhận cô là người thứ ba. Cái giá 16,5 tỷ đồng, theo ý cô là do hợp đồng tình cảm, thì có khác nào là khoản tình phí? Có người sổ sàng hơn thì cho rằng đó chẳng khác nào là một hợp đồng bán dâm cao cấp. Người Việt Nam vốn ghét cay ghét đắng người thứ ba, Hồ Ngọc Hà từng bị tẩy chay mạnh mẽ, mất hàng loạt hợp đồng quảng cáo giá trị, ảnh hưởng nặng nề hình ảnh khi lộ ảnh tình tứ bên đại gia Chu Đăng Khoa, người đã có vợ con. Trong khi đó, phía nữ ca sĩ chưa một lần thừa nhận về mối quan hệ này. Còn Hoa hậu Phương Nga kể rằng, cô làm người thứ ba và nhận số tiền khủng từ chính bản hợp đồng mà mình đồng ý ký kết lại được cảm thông. Nếu những gì Phương Nga làm được ngợi ca, thì phải chăng giá trị đạo đức của xã hội đang bị đảo lộn? Đánh đổi để có được cuộc sống dễ dàng. Những gì chúng ta chứng kiến trong các buổi xét xử vừa qua, Trương Hồ Phương Nga thể hiện cô đâu phải dạng vừa. Trong phòng xét xử, mặt cô đanh lại, giọng hùng hồ, phản bác cả luật sư. Rõ ràng Phương Nga không phải khờ khạo, kém hiểu biết mà là người rất sắc sảo. Phương Nga có danh hiệu sắc phốc lại thông minh, có học thức với 3 bằng đại học. Điều đó đồng nghĩa với việc cô không thiếu cơ hội việc làm. Nhưng cô nói rằng cô đã ký vào bản hợp đồng tình cảm 7 năm. Điều đó có nghĩa là cô chấp nhận đánh đổi nhân cách để có được một cuộc sống giàu sang và thượng lưu. Việc đó là do cô tự nguyện, đâu có ai ép buộc. 16,5 tỷ đồng là gia tài lớn, là số tiền mơ ước với phần đông người Việt Nam. Một hoa hậu thông minh, bản lĩnh, đã đầu hàng trước sức mạnh của đồng tiền và cô phải trả giá vì lựa chọn sai lầm đó. Cảm ơn khán giả nhưng thiếu lời xin lỗi. Chiều ngày 29 tháng 6, xuất hiện trong ảnh clip đăng tải trên báo chí, Phương Nga rạng rỡ hân hoan bên mẹ. Trong vòng vây của giới truyền thông, cô gửi lời cảm ơn dư luận đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. Người bạn thân cùng được tại ngoại như cô thì tuyên bố hùng hồ, em có niềm tin vào cuộc đời và con người nhiều hơn. Với những gì một số người tung hô Phương Nga, dễ hiểu khi cô đã không nói lời xin lỗi. Điều này trái ngược với sự xuất hiện của Sao Hàn sau mỗi bê bối về đời tư. Câu đầu tiên họ nói sau phiên tòa bao giờ cũng là lời xin lỗi. Gần đây nhất, khán giả chứng kiến hình ảnh cúi đầu xin lỗi mọi người và mẹ mình của ca sĩ Top tại phiên tòa xét xử anh về tội dùng chất gây nghiện. Với Phương Nga, việc có tội hay không tòa án sẽ phân xử. Tuy nhiên, khi làm người thứ ba, có khi nào cô nghĩ đến vợ và con của người tình? Lấy một số tiền lớn của một người đàn ông có vợ, cô có thể an nhiên và tự hào rằng đó là thứ mình xứng đáng được nhận. Phát hiện nguyên nhân bí ẩn, Hoa hậu Phương Nga chỉ mặc duy nhất áo kem và hồng hầu tòa, quá cao tay. Suốt mấy ngày ra tòa vừa qua, mọi người chỉ nhìn thấy Hoa hậu Phương Nga mặc hai màu áo kem và hồng, tại sao lại như vậy? Dựa theo thuật phong thủy thì Phương Nga sinh năm 1987 năm Đinh Mão, mèo vàng. Mạng lư trung hỏa, lửa trong lư, không biết ngẫu nhiên hay cố tình mà Phương Nga mặc duy nhất hai màu kem và hồng để hầu tòa. Trong phiên tòa ngày hôm 29 tháng 6, cô và Thùy Dung đã được tại ngoại, thử bàn luận vấn đề này dưới góc nhìn phong thủy. Theo ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ. Theo quan niệm tương sinh, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Theo quan niệm tương khắc, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Người mệnh hỏa hợp với màu gì nhất? Trong quan hệ tương sinh, chính là việc hành này làm cơ sở cho hành kia hình thành và phát triển. Cụ thể, mộc sinh hỏa, cây cháy sinh lửa, màu xanh lá cây, hỏa sinh thổ. Lửa cháy khiến mọi vật biến thành tro đất, màu đỏ. Thổ sinh kim, kim được hình thành trong lòng đất, màu vàng. Kim sinh thủy, khi kim bị nung nấu sẽ trở thành dạng lỏng. Màu trắng thủy sinh mộc, nước nuôi cây. Màu xanh da trời, màu xanh dương. Trong đó mạng hỏa cung ly gặp năm Đinh Dậu mặc đồ như sau. Màu tương hợp với mệnh hỏa là màu đỏ, tím, hồng, cam. Trong đó hai màu đỏ và cam là màu nổi bật và hợp người mệnh hỏa. Màu dược tương sinh người mệnh hỏa là dùng màu xanh lá cây. Màu được hòa hợp với người mệnh hỏa là dùng màu đỏ, cam, hồng, tím. Màu chế khắc được,
Ví dụ hỏa chế khắc được kim có thể dùng màu như màu trắng và vàng. Mệnh hỏa hợp với màu gì? Theo phong thủy, Cao Toàn Mỹ sinh năm 1977 Đinh Tỵ. Mạng xa trung thổ, đức trong két, hơn Phương Nga 10 tuổi. Lý giải theo phong thủy thì hỏa sinh thổ, thổ được sinh nhập, được lợi, hỏa bị sinh xuất, bị hại. Tuổi Đinh Tỵ không hợp với Đinh Mão, cũng theo phong thủy. Đinh Tỵ không nên kết duyên với những tuổi này, Tân Dậu, Đinh Mão, Ất Mão, vì những tuổi này sẽ làm cho cuộc đời bạn sống một cuộc sống nghèo khó. Dễ nhận thấy, khi Cao Toàn Mỹ ra tòa, trong màu áo trắng, vì màu trắng là kim, khắc với hỏa, còn Phương Nga lại chọn màu áo hợp với phong thủy, nên có thể đã khắc chế được mạng thổ. Năm nay là Đinh Dậu, cho nên theo trang phong thủy, thì tuổi Đinh Mão, lành ít dữ nhiều, đề phòng hao tốn tài vật. Nhìn chung thì tuổi người này sống xa cách anh em thân tộc, vợ chồng sống cách biệt mới an, có thể đôi ba lần đổi thay, người này trước khó sau giàu có vinh hoang, tùy thuộc giờ sinh. Phương Nga và mẹ của Phương Nga cùng chọn màu áo hồng ra tòa cùng con. Phương Nga trong màu áo kem vàng có họa tiết màu đen xám. Phương Nga luôn nở nụ cười, bên cạnh là Thùy Dung, cả hai đã được tại ngoại. Đinh Mão thích hợp với khoa học, xã hội và chính trị, người này mềm mỏng nhưng bên trong rất cương quyết. Họ nhận định theo đuổi mục đích thì đến cuối cùng mới thôi. Từ nhận định trên có thể thấy, phong thái đứng trước tòa của bị cáo Nga trong màu áo hồng rất đỉnh đạt, trả lời tự tin và cách ứng xử tình huống rất khôn ngoan, thông minh. Và trong màu áo kem vàng, có họa tiết màu đen xám trước ngực, họa khắc kim, nên hoa hậu chọn lựa sự im lặng, còn gọi là quyền im lặng trước tòa, một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Hôm qua ngày Đinh Hợi, hơn nửa tháng này là tháng Đinh Mùi, hợp với tuổi Đinh Mão của Phương Nga, Hợi Mẹ Mùi, và có thể nói đến giờ phút này cô đã thành công.